Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Simon Fan TV. Thì hôm nay Simon sẽ kể một câu chuyện ma liên quan đến một cái khu chung cư tập thể cũ. Và cái khu này nè, rất là nhiều người Hoa sinh sống. Nhân vật chính của chúng ta là bà Ba, bà bán sủi cảo ở phía trước cái khu chung cư tập thể này. Thì gần đây nhiều bạn chia sẻ rất là nhiều những cái câu chuyện ma về chung cư á, cho nên Simon cũng bắt trend, Simon cũng kể một cái câu chuyện luôn. Nhưng mà đây là một cái câu chuyện có thật. Nếu mà đã là có thật thì thật sự bản thân xem mình khi mà nghe cũng rợn hết cả da gà luôn. Tại vì mình biết là có thật. Và cũng là từ một cái người mà xem mình quen kể cho xem mình nghe. Thì cái bà Ba này nè, bà bán sủi cảo ở phía trước cái khu chung cư tập thể này đã từ lâu rồi. Tầm khoảng là mười mấy năm về trước. Và đã có rất là nhiều khách quen ở đây. Thì khách của bà chủ yếu là ở trong cái khu chung cư đó. Và những cái người dân sinh sống xung quanh. Nhà bà thì không có ở trong cái khu chung cư. Bà là người Kinh mình. Bà ở sống ở phía đối diện cái khu chung cư và bà chỉ là dựng hàng quán để bán ở phía trước cổng vậy thôi. Cứ như bình thường là bà sẽ mở hàng vào lúc là 6 giờ sáng tinh mơ cho đến là tầm khoảng 7-8 giờ tối. Thì bán đến nay là nhiều người quen biết bà rồi. Cứ mà hãy nói sủi cảo bà Ba là ai cũng biết, ai cũng ghé, ai cũng khen ngon hết. Và bà cứ duy trì cái việc bán đó, cũng giữ đúng cái công thức và cái hương vị đó bán từ năm này qua năm kia. Bà Ba ngoài việc làm sủi cảo ngon thì cũng rất là hoạt ngôn. Bà nói chuyện rất là vui. Những cái người khách người ta tới, thí dụ một ngày mệt mỏi đi, bà sẽ tìm cách bà bắt chuyện, bà ghẹo cho người ta cười, tạo cái không khí vui vẻ trong lúc ăn. Nhiều người thích bà Ba cũng vì cái điều này. Và trong số những cái người mà đến để vừa ăn vừa nói chuyện với bà Ba thì có bà Dánh. Thì bà này người Hoa, sống ở ngay trong cái khu chung cư đó. Thì bà Dánh với bà Ba quen nhau cũng được một khoảng thời gian. Thì hai người cũng khá là thân, mặc dù ai làm việc nấy nha. Bà Dánh bà có đứa con trai. Thì một mình bà là người mẹ đơn thân các bạn, nuôi con ở trong cái khu chung cư đó và cho thằng nhỏ đi học. Nhưng mà bắt đầu là tầm khoảng 3 năm trước các bạn, nó ra ngoài nó đi làm rồi, nó học xong rồi nha, thì nó bị tai nạn giao thông mất, qua đời. Con của bà Dánh né người ta, rồi bị té đập đầu, chấn thương sọ não. Người đi đường ấy, người ta thấy dãy đành đạch vậy đó, người ta còn tưởng bị giật kinh phong, người ta còn lấy chanh đồ tới người ta nặng nữa. Tới chừng mà bà Dánh tới nha, trên xe cấp cứu là còn biết nha, còn biết, còn kêu mẹ ơi con đau đầu quá. Nhưng mà tới bệnh viện là tắt thở luôn, coi như là không có qua khỏi. Bà Dánh rất là đau khổ luôn, tại vì cuộc đời của bà chỉ có một mình thằng con trai là người thân còn lại duy nhất thôi. Còn chồng bà bỏ bà, hai bên nội ngoại đồ cũng không ai nhìn. Từ cái lúc mà con bà mất là bà chỉ còn một mình thôi. Cũng may là còn có bà Ba ở bên cạnh an ủi cái lúc mà trải qua cái cú sốc đó đó. Cái hồi mà bà còn bình thường là bà rất là mê sủi cảo của bà Ba. Ngoài cái việc là tới để tám chuyện ra thì sủi cảo bà Ba ngon thiệt. Và bà này bà ghiền thiệt. Thì sau khi con bà mất rồi bà đâu có buồn ăn uống gì nữa, tối ngày nhốt mình ở trên phòng á. Hồi xưa làm lụng này kia buôn bán đủ thứ đồ hết. Mà giờ con mất rồi đâu còn thiết tha buôn bán ăn uống gì nữa. Thì bà Ba bà thấy tội quá, bà cứ tìm cách bà bắt chuyện để cho bà Dánh từ từ quên đi và có một cái cuộc sống mới. Những cái lúc mà bà Dánh bà không có chịu ăn á, thì bà Ba làm sẵn chừa sẵn một phần. Trước khi mà dọn hàng quán á, tầm khoảng 7 giờ á, là bà đi lên trên lầu 3, bưng cái chén sủi cảo á, đưa vô tận phòng cho bà Dánh luôn. Thì cửa không có đóng gì hết trơn á, đèn mở thì vô thấy bà nằm co ro vậy, bà Ba mới khều kêu dậy, rồi thậm chí là có khi bà bệnh bà Ba đút cho ăn nữa. Tình cảm giữa hai bà nó khăng khít như vậy á, tại vì gia cảnh của bà Ba là cũng không có con cái gì luôn các bạn. Bà Ba là bà ở dậy từ hồi còn trẻ tới bây giờ luôn. Rồi anh chị em của bà Ba ở xa, cho nên bà cũng không có nói chuyện được với ai. Thành thử ra mới khoái tám chuyện với những cái người mà tới ăn là vậy á. Coi như là không có người thân, không có ai ở bên cạnh nói chuyện hết, cho nên thèm nói chuyện lắm. Người ta tới người ta ăn là bắt chuyện trò chuyện với người ta. Bây giờ thì bà Ba coi bà Dánh giống như là người thân của mình nhé. Cái giai đoạn mà đau khổ đó là bà Ba lúc nào cũng ở bên cạnh bà Dánh hết. Nhưng mà rồi không có cái gì mà nó bằng thời gian hết các bạn. 3 năm trôi qua thì cái chuyện đó nó cũng vơi đi. Và bà Dánh với bà Ba lại càng thân thiết hơn. Bà Dánh vực dậy được. Tới chừng hôm đó là đã 2 ngày rồi bà Ba không có gặp bà Dánh. Thì thực ra hai bà cũng không có thường gặp nhau lắm đâu. Do là tới khoảng cuối tuần á, thì bà Dánh bà mới hay tới cái hàng sủi cảo của bà Ba ăn, rồi tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong một ngày. Còn bình thường á, là đi bán về là mệt mỏi là cứ lủi lên trên phòng trên lầu 3 nghỉ ngơi thôi. Lúc mà bà Dánh về là bà Ba dọn hàng đi mất rồi, thành thử ra hai bà không có chạm mặt nhau. Nhưng mà cái ngày hôm đó là cái ngày thứ 7 nha, là đã không thấy bà Dánh đi xuống để mà ăn sủi cảo. Qua tới ngày Chủ nhật
là nguyên cái ngày chủ nhật là không gặp bà Dánh luôn. Mà nhìn lên trên phòng thì thấy cửa đóng then cài. Thành thử ra là bà ba cũng thắc mắc không biết bà Dánh đi đâu. Nhưng mà do ngày hôm đó lu bu quá cho nên là không có thể mà chạy lên trên đó hỏi thăm được. Thì lúc bấy giờ là tầm khoảng 7 giờ mấy, gần 8 giờ các bạn. Là bình thường cái giờ này bà ba sẽ bán hết và chuẩn bị dọn dẹp ra về. Bà ba ngủ gục. Và trong cái lúc mà mơ màng á, thì bà ba thoáng nghe thấy bà Dánh gọi mình. Bà ba giật mình thức giấc, rồi ngó xung quanh coi không biết bà Dánh ở đâu. Giống như là trong lúc mà bà ba ngủ á, thì bà Dánh đứng kế bên kêu vậy đó. Nhưng mà tới chừng giật mình thức dậy nhìn xung quanh thì không thấy đâu hết. Thì lúc bấy giờ á, bà ba mới nhìn về cái hướng nhà của bà Dánh ở trên lầu 3. Thì trông thấy bà Dánh đang đứng đó mà không có thấy được nguyên cái mặt các bạn. Đứng ngay sát cái vị trí lan can á, nhìn về cái hướng gian hàng của bà ba, mà phân nửa mặt chìm trong bóng tối, còn phân nửa mặt á, được cái ánh sáng mờ mờ từ ở ngoài đường hắt vào soi lên trên mặt. Cái tầm khoảng 7-8 giờ lúc đó mặt trời vẫn còn sáng, cho nên nhiều nhà chưa có mở đèn. Thành thử ra cái khu chung cư nhìn vẫn rất là tối. Mà đặc biệt cái khúc của nhà bà Dánh đó nha, giống như chưa ai đi làm về hết. Thành thử ra tối thui cái khoảng đó. Còn những cái nhà khác nó sáng là ở xa. Bà Dánh đứng ở đó rồi ngoắc tay nè, ngoắc tay. Bình thường thì tầm khoảng giờ này bà Dánh vẫn có gọi sủi cảo. Thì bà cũng đứng ngay chỗ cái vị trí lan can trước cửa phòng mình ở lầu 3 vậy đó, cũng ngoắc bà ba. Rồi sau đó bà sẽ đưa ngón tay lên như vậy, ý nói là làm hai chén sủi cảo. Thì cái việc này là cái việc rất là thông thường luôn. Do từ khi con trai của bà Dánh mất thì bà Dánh lúc nào cũng mua thêm một phần, giống như là để cho con trai của mình ăn vậy đó. Thì cái chuyện này khiến cho bà ba cũng cảm thấy thắc mắc lắm. Nhưng mà cái lòng của người mẹ không có cản được. Mặc dù con trai đã mất rồi, nhưng mà bà Dánh vẫn tin là tới chiều chiều á, là thằng con sẽ về ăn sủi cảo với mình. Thành thử ra là những cái hôm mà bà ba chuẩn bị dọn hàng như vậy, mà bà Dánh đói rồi á, mà sợ bà ba dọn hàng đi mất á, mới đứng ngoắt từ ngay chỗ cái lan can phía trước cửa phòng như vậy, rồi đưa ngón tay lên là số 2 để bà ba biết, mà bà ba làm hai chén bưng lên cho bà Dánh. Hôm nay cũng vậy, chỉ có điều là hôm nay không hiểu sao mà cái góc đó nó tối quá, không có nhìn thấy được cái gương mặt bà Dánh ra làm sao hết, chỉ thấy được một phân nửa cái mặt mà cái ánh sáng rất là mờ. Thì bà Dánh cứ ngoắc tay như vậy, rồi bà cũng làm cái số 2 lên như vậy. Nhưng mà có một cái điều kinh dị á, là bà ba từ cái gian hàng của bà mà nhìn lên á, mới thấy phía sau lưng của bà Dánh còn có một người nam nữa các bạn. Mà cái người này nè, bận cái đồng phục học sinh, bận đúng cái bộ đồ mà thằng con của bà Dánh cái lúc hồi còn sống nó hay bận nó đi học. Thì bà ba nhìn thấy cái đó chắc chắn là không thể nào là con của bà Dánh được, tại thằng nhỏ nó chết rồi. Vậy thì cái người mà đứng sau lưng bà Dánh là ai? Mà nhìn thấy rõ là cái người nam luôn mà đứng sau lưng bà. Thì sau đó cái người này mới quay lưng đi vào trong buồng, rồi bà Dánh cũng từ từ quay người theo bước cái người này đi vào trong luôn. Bà Dánh đi vô nhà xong rồi thì quay ra, đưa hai tay đóng kín cửa lại. Và khi hai cái người này vào bên trong rồi á, thì không bật đèn luôn, vẫn để đèn tối thui như vậy. Lúc bấy giờ á, là trong người bà ba bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh rồi. Không hiểu sao là đang là mùa hè mà không hề có gió luôn, mà trong người của bà vẫn cảm thấy ớn lạnh. Tranh thủ bà làm hai cái chén sủi cảo, rồi dọn hàng sơ sơ xong á, là đưa lên trên mâm, sau đó là bưng lên lầu 3. Các bạn biết mà mấy cái chung cư tập thể mà cũ cũ á, cái cầu thang nhìn nó ghê lắm, và nó cũng có mùi ẩm mốc nữa. Thì bà ba mới bưng cái mâm sủi cảo á, đi lên từng bậc thang, tại sợ đổ các bạn, đi từ từ đâu có dám đi mạnh đâu. Thì bà ba có vừa đi vừa ngước lên trên nhìn vậy nè. Cái lúc mà ngước lên á, mới trông thấy giống như có người đang ở trên lầu 3 mà nhìn xuống cái cầu thang nha. Tại vì cầu thang nó thông tầng mà. Thì cái người này đứng ở trên lầu 3 nhìn xuống mà nhìn cái mái đầu á nha, phùng phùng lên á, giống y như là cái đầu của bà Dánh. Các bạn biết mà cái đầu của mấy bà già mà uốn tóc lên á, phùng phùng ra hai bên vậy nè. Do là đèn rất là tối cho nên là chỉ nhìn thấy cái dốc dáng thôi. Xong cái bà ba lúc bây giờ bà bước lên bà sợ dấp té các bạn, cho nên là bà phải nhìn xuống bà coi cái mâm. Đó, tới chừng mà nhìn lên lại thì đau mất tiêu rồi. Trống ngực trong lòng của bà ba đập bịch 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 bịch. Loay hoay một hồi thì cuối cùng bà ba cũng bưng được hai cái chén sủi cảo lên trên lầu 3. Bà đi thẳng tới chỗ nhà bà Dánh thì thấy cửa đóng then cài và vẫn để đèn tối thui. Bắt đầu bà ba hồi hộp mới đứng ở ngoài gõ cửa, nhưng mà bên trong im re không hề có tiếng trả lời. Thì lúc này bà ba mới gọi, chị Dánh ơi,
tôi vô tôi đưa sủi cảo cho chị nha, chị làm gì trong đó không trả lời tôi. Ở trong có một cái tiếng ờ nhẹ mà trầm lắm. Bắt đầu bà ba bà mới đẩy cái cửa, do cái cửa cũ mà cho nên nó kêu rất là lớn tiếng. Nhưng mà bà ba nhớ lại hồi nãy, cái lúc mà bà dánh đi vô trong nhà khép cửa lại là hoàn toàn không có cái tiếng này. Bà ba đưa mắt nhìn vào bên trong thì thấy tối thui. Bà đem cái dĩa sủi cảo mò mò được cái bàn đặt lên trên đó. Bắt đầu mới tá quạ nhìn thấy ở giữa nhà có cái gì giống như cái bịch màu trắng mà bà không biết cái gì. Các bạn tưởng tượng xung quanh tối thui tự nhiên có một cái cục màu trắng nằm ở giữa nhà giống như một cái bịch, một cái bao gì đó. Chị Dánh ơi, chị làm gì chị không mở đèn lên chị ơi. Vẫn không có tiếng đáp lời, thay vào đó là một cái tiếng thở ở đâu á, nghe khè khè giống như một cái người già mà họ khó thở vậy các bạn. Không biết là bà Dánh có cái chuyện gì ở trong phòng hay không, hay là bà ngất xỉu hay có cái gì. Bắt đầu là bà ba bà mới đi lại chỗ cái bọc đó trước để bà rờ coi rốt cuộc là cái bọc gì. Thì bà rờ một phát là bà nhảy dựng lên luôn các bạn. Bà la làng la sớm lên luôn, là tại vì á, bà rờ trúng cái mặt lạnh ngắt của bà Dánh đang nằm ở dưới đất. Cái đó không phải cái bịch mà là cái mình của bà Dánh các bạn. Mà bà bận cái bộ đồ trắng á, cho nên là nhìn tưởng cái bịch, người ta mới chạy tới mò rồi bật đèn lên. Thì trông thấy là bà Dánh bà nằm ở giữa nhà mà mất được gần 2 ngày rồi. Từ cái hôm thứ 7 mà không nhìn thấy bà Dánh á, là bà đã đột quỵ, bà mất ở trong này rồi mà không ai hay hết. Do con mình bà té hay là sao á, rồi không ai biết. Nằm đó thí dụ mà có ai phát hiện kịp biết đâu cứu được. Nhưng mà bà đã mất luôn các bạn. Thì lúc bấy giờ bà ba mới kinh hoàng, mới kể cho những người xung quanh nghe. Sau khi mà đã bình tĩnh lại rồi, bà ba mới ngồi nghiệm lại, suy nghĩ lại. Thì rõ ràng là mình gặp ma ha. Là bà Dánh bà đã chết từ hôm trước rồi. Rồi sau đó như thường lệ, bà dẫn ngoắt bà ba để mang sủi cảo lên cho bà với lại con bà ăn. Thì chắc là bà mất rồi cho nên thằng con mới tới dẫn bà đi. Mà con cái là không biết được hai mẹ con có siêu thoát hay không. Bà ba bị hù cú quá mạng luôn các bạn. Các bạn tưởng tượng mà mình trong cái hoàn cảnh đó, cái lúc mà người ta nhào vô, người ta vịn bà ba là mặt bà cắt không còn giọt máu nữa. Mà cái này mới ghê các bạn, là hai cái chén mà sủi cảo mà bà ba bưng lên vẫn còn nóng đàng hoàng nha. Nhưng mà tới chừng kiểm tra lại thì thấy là bị thiêu bị thúi hết trơn luôn các bạn. Đó, giống như là hai mẹ con bà Dánh ăn lần cuối xong rồi đi luôn. Từ đó là không ai còn nhìn thấy bà Dánh và con của bà lãng vảng gần cái khu vực chung cư cũ đó nữa. Thì cái người mà kể cho mình nghe cái câu chuyện này nè là con của bà ba, cho nên cái câu chuyện này là hoàn toàn có thật mà bạn đã kể lại cho mình qua điện thoại các bạn. Mà mình nghe mà mình cũng nổi da gà, cũng ớn ốc luôn, bị ám ảnh nguyên một đêm do mình biết cái câu chuyện này có thật và cái nội dung của nó thật quá đi. Cho nên là làm mình ám ảnh, mình tưởng tượng cái cảnh mà bà ba hiện về với con của bà để dắt bà đi á, rồi hai mẹ con đứng đó ngoắt kêu sủi cảo lên ăn lần cuối. Tưởng tượng vậy bắt đầu mình sợ mình ngủ không có được. Do cái câu chuyện này sao mình vừa mới được kể ngày hôm qua thôi, cho nên là hôm nay kể lại liền á, nó bị dấp ha, không có chuẩn bị câu cú cho nó hoàn chỉnh. Không biết là các bạn có giống như Simon cảm thấy ớn lạnh khi nghe cái câu chuyện này hay không, hãy để lại comment cho Simon biết nha. Và Simon hứa sắp tới sẽ kể thêm nhiều những cái câu chuyện ma có thật giống như vậy nữa, để chúng ta cùng nhau cảm nhận cái cảm giác ma mị đầy ám ảnh của thế giới tâm linh ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.